À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với các chứng khoán trong buổi tỏa thị trường ngày 12 tháng 11 và nhận định thị trường và các cổ phiếu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Các anh chị có thể thấy là phiên ngày 12 tháng 11 là một phiên mà thị trường chung là các cả, cái, chỉ số index đều gia tăng khá là mạnh, thị trường mua vào khá là tốt. Thế nay thị trường đang trong cái xu hướng lên và các cái chỉ số index thì đều trên đường trung bình MA10 và MA20. Anh chị có thể nhìn thấy này, các chỉ, số index, index đều mua vào rất là tốt này, xu hướng lên này, phiên 30 À, thì không rõ ràng xuống lên nhưng mà à, đang hoạt động trên à, MA10 và MA20, H index và hai index thì đều rất là tích cực vượt đỉnh. À, thị trường này đang trong cái xu hướng à, lên và khả năng là đang là chạy nước rút anh chị nhé. Thì cái chiến lược hiện nay của chúng ta là quản trị danh mục, nắm giữ các cổ phiếu và chúng ta có thể xem xét mua bổ sung các cổ phiếu. Tuy nhiên là chúng ta hạn chế và hạn chế gia tăng vốn lớn trong cái giai đoạn này bởi vì rất nhiều anh chị là thông thường là à, trong à, hai ba tuần gần đây thì có được cái những cái lợi nhuận nhất định thì khi chúng ta có được cái những cái lợi nhuận nhất định thì chúng ta sẽ lạc quan và chủ quan và chúng ta tăng vốn và nếu trong giai đoạn thị trường chế, chế nước rút này mà có những cái biến mà chúng ta tăng vốn á thì cái việc chúng ta thua lỗ ở cái giai đoạn này thì nó gần như là nó sẽ bào mòn tất cả những cái lợi nhuận mà các anh chị kiếm được. Do vậy là chúng ta tăng vốn là chúng ta phải đi từ sớm chứ không vậy giai đoạn này. À, các anh chị có thể nhìn thêm một cái chỉ số liên quan đến cái số lượng các cổ phiếu tốt á thì các anh chị thấy nó tiếp tục nó tăng lên nhé, nó tiếp tục nó đi cao lên này và nó vượt qua những cái đường trung bình này điểm số ở đây tăng rất là mạnh, tăng 1% so với những cái phiên lần trước. Thì vậy thì cái này nó sẽ củng cố thêm cho các cái phân tích ở phía trên này anh chị nhé Về các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh thì như mình đã nói rồi thì à, đối với à, phân tích à, mua cổ phiếu theo dòng tiền thì chúng ta phải ưu tiên các cái dòng cổ phiếu mạnh. Tại sao thế? Tại vì khi mà các cái dòng cổ phiếu mạnh thì là cái dòng tiền được tập trung vào đó. Đặc biệt là dòng tiền của các cái nhà đầu tư lớn và những cái dòng cổ phiếu mạnh này nó ngoài cái việc là nó dòng tiền là mạnh thì đòi hỏi nó phải có một cái 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 giai đoạn tích lũy ở trước đó rất là tốt thì anh chị có thấy đây là những cái dòng cổ phiếu mạnh nhé à, mình uh, so sánh từ cái ngày mùng 3 tháng 11 cho đến ngày uh, 12 tháng 11 anh chị nhé trước đây thì mình so sánh ở cái mốc thời gian uh, sớm hơn là ngày này 27 tháng 10 như đây mình đã di chuyển đến ngày này rồi để tìm ra được những cái dòng cổ phiếu nó có cái động lượng tốt thì nhất là khai thác than này hóa chất chuyên dụng này chứng khoán là dòng rất là mạnh nhé mạnh từ trước đó khá là lâu rồi ô tô mạnh nhé. xây dựng xây lắp là dòng rất là mạnh như chị nhé nông sản rất là mạnh nhé bất động sản dòng mạnh nhé thăm dò dầu khí mạnh này sản xuất và cung cấp điện truyền thống mạnh là dược phẩm các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và khai khoáng chung là những dòng khá là mạnh thì cái dòng các cái dòng cổ phiếu này thì nó được uh, đặt tên và phân loại theo cái của phe An thì chị có thể theo dõi trên phe An uh, các anh chị có thể xem trong cái file Excel Cái file Excel này thì mình gửi tặng cho các anh chị ở trong nhóm VIP Thì hàng ngày nhé Còn anh chị mà không thuộc nhóm VIP Thì nếu mà có nhu cầu thì mình sẽ có thể gửi tặng cho các anh chị Nha, Thì các anh chị có thể xem ở đây à, Thì đối với à, Danh sách các cái cổ phiếu cho điểm mua mà thuộc các cái nhóm ngành mạnh này Thực ra ở đây trước đây thì khi mà giới thiệu các cổ phiếu cho điểm mua thì mình giới thiệu khá là rộng Nhưng mà hiện nay thì những cái cổ phiếu đây mình tách ra làm hai loại cái nhóm cổ phiếu mà nó thuộc các cái nhóm mạnh tức là nó thuộc trong cái nhóm này này chị nhớ nó thuộc tức là các cái cổ phiếu này nó phải vượt nền bùng nổ hoặc là nó test lại nhưng mà nó đều là những cái dòng cổ phiếu mà hoạt động phía trên nền và thuộc các cái dòng mạnh ở phía trên này này thì anh chị thấy ví dụ như có một số cổ phiếu chúng ta có thể mua được nó là các cái điểm mua bùng nổ hoặc các cái điểm mua điều chỉnh thì có thể là IDG này, KDH này, NTL này, SBS này, WSS này, MSR này, HID và M MCO này là chủ yếu thuộc ba cái nhóm bất động sản, chứng khoán, khai khoáng và xây dựng là thuộc cái nhóm phía trên này anh chị nhé. Thì những cái nhóm này thì các anh chị khi mua thì chúng ta lưu ý các cái nguyên tắc về chốt lời, cắt lỗ, thanh lý cổ phiếu nhé. Và đặc biệt là là là, là... cắt lỗ cứng này và những cái điểm thanh lý khi mà nó thủng 10, 10, 20 hoặc là rơi khỏi nền anh chị nhé. Về các cái cổ phiếu mà thuộc các cái dòng tích lũy cho điểm mua mà trong nền thì không tìm được cái cổ phiếu nào anh chị nhé. Thì về để đánh giá toàn bộ các cái cổ phiếu trên thị trường mà các anh chị quan tâm, các anh chị hay hỏi cổ phiếu thì các anh chị có thể xem trong cái file Excel này. Nhưng mà theo các nguyên tắc, thứ nhất là các cổ phiếu mà ưu tiên nhất, các anh chị nắm giữ thì các anh chị xem trong file Excel này nhé. Thì cái nguyên tắc, thứ nhất là thuộc các cái dòng mạnh nhất thì chúng ta ưu tiên nắm giữ nhất này. Thứ hai là những cổ phiếu trên mà A10, phải bắt buộc phải trên mà A10 nhé. Trên mà A20 thì dưới mà A20 thì thông thường là yếu. À, nếu mà dưới mà A20 thì trừ các anh chị mua những cái điểm gọi là kiệt vôn thôi mà nó dưới MA20 nhưng nó vẫn trên những cái hỗ trợ của nền ấy. Còn lại gần như bắt buộc phải trên MA20 ưu tiên các cổ phiếu kênh trên xuống lên nhé và các cổ phiếu trên cái vùng hỗ trợ trong nền trong nền như chị nhận đây thì chị xem một xem này thì nhé cái chị có chọn được chủ chuyên chọn cái nhóm mạnh này đấy cái chị nhóm mạnh thì anh chị thấy đúng nhất là những cái dòng mà mình vừa nói cho các anh chị ở đây này đấy nó chị có loanh quanh khoảng 10 dòng này thôi đúng không cái chị chọn những cổ phiếu trên ma 10 anh chị chọn những cổ phiếu xuống lên kênh trên Đấy, thì đây là những cổ phiếu mà rất là mạnh trên thị trường Còn nếu chị chọn các cổ phiếu mạnh nhất thì các chị chọn ở đây này Thì là dòng tiền nó vào rất là mạnh này Đấy, đây là những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường Nhưng mà cái này cũng không cần đâu Các chị chọn ở đây cả hai được rồi Như này là các chị nắm giữ những cổ phiếu như này là ok rồi này Đấy, bất động sản này Anh chị nào mà không dùng cho VIP mà muốn đấy thì có thể dừng lại nhé Mình sẽ tua một lượt để các anh chị xem mình cũng hạn chế không làm video quá dài vì có thể mất thời gian của các anh chị anh chị nhé. thì anh chị nào mà cần giải đáp chi tiết hơn thì có thể inbox cho mình hoặc là comment phía dưới cái video á thì mình sẽ làm các cái video giải đáp hoặc là sẽ trả lời thông qua zalo cho các anh chị. đây này thì mình đã sắp xếp hết ở đây rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể xem được anh chị nhé. đó thì hy vọng là cái bản tin ngắn như thế này thì giúp ích cho anh chị trong các cái hoạt động về đầu tư. Về quyết định mua bán và quản trị danh mục của mình. Thì các anh chị đừng quên là like video và share video đến với những người quan tâm. À, cũng như là subscribe kênh và nhấn nút của chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ kênh. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.